Mình tên là Long, vườn của mình diện tích khoảng trên 3.000, có trồng dâu tây ở địa chỉ ở Bản Áng, xã Đông Sang. Trong một thời gian được giới thiệu để dùng đến thuốc kimono trừ phấn trắng của công ty nông dược Việt Nam. Mình cho một thời gian gần một tháng mình sử dụng thì thấy hiệu quả khá là tốt. Đấy, anh đánh giá xem là tháng như nào, như anh tháng gọi là trước được. thì cái lá của mình nó sẽ rất là xoăn và không không được cứng cáp, thì phần trắng nó rất là nhiều. Sau gần một tháng xử lý thì lá nó đã đẹp và đã xòe ra được đây, lá mới đã xòe ra được rồi. Và các Khoảng lá mới là bây giờ là không bị đúng không? giá thì sản phẩm thì khá là hiệu quả. Thế khi là anh sử dụng cái sản phẩm đó thì anh có mong muốn sau tiếp tục sử dụng một các bộ sản phẩm của công ty không nhỉ? Sau mình sẽ kết hợp dùng các loại sản phẩm để trừ nấm này, sẽ dùng luôn phiên các sản phẩm của công ty.